lời tất cả anh em, chào tất cả các bạn đang xem live trực tiếp và đang xem video tại Võ Lâm BK.net. Vâng các bạn, có lẽ trong chúng ta ai cũng đã quá quen thuộc với tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ. Vâng, một cái tựa game đã đi vào lòng người. Nhưng có vẻ các bạn cũng đã quá quen thuộc với những tính năng gọi là đua vũ trang bằng những sự kiện event. Vâng, ngày hôm nay server Võ Lâm BK chính thức khai mở một server xứng đáng đồng tiền bát gạo với anh em. Sau 3 năm làm game đã thu thập được kinh nghiệm như sau. Vâng, sẽ không có bất kỳ một món hoàng kim môn phái nào xuất hiện tại event, và chỉ xuất hiện tại những nơi săn boss máu đổ liên thành và đẫn công thành chiến đẫm lửa. Xin cam kết với anh chị em một điều, sẽ không xuất hiện hoàng kim môn phái tại event. Các bạn còn nhớ vào những năm 2000 hồi xưa, mỗi tối khi mà trời sụp tối xuống thì các bạn sẽ leo lên máy vi tính và tụ hợp những anh em của chúng ta lại đi săn những con boss vàng, những con boss hoàng kim, phải làm cho bao nhiêu người phải đổ máu và khóc than vì nó. Thì ngày hôm nay sẽ tái hiện lại tại đây. Tại sao Tú lại nói tái hiện lại tại đây? Vì những món đồ các bạn săn ra được, nó sẽ mang giá trị, thật sự giá trị đúng theo của nó, chứ không còn giống như là những server trước đây mà mình đã từng mở và những server khác đã từng làm. Chẳng hạn như là các bạn săn ra một món đồ hàng kim, xong rồi các bạn dùng đá vô cực ép lên để nó ngon, rồi các bạn cảm thấy món đồ các bạn nó không còn giá trị nữa. Thì ngày hôm nay những cái món đồ hoàng kim các bạn săn ra tại boss, hoặc là các bạn tham gia những trận đánh lớn này nọ kia, sẽ đúng theo option của nó. Nếu như các bạn may mắn, các bạn sẽ nhận được một option cao, các bạn cùi. Các bạn xui xẻo, các bạn sẽ nhận ngay một option thấp. Và đặc biệt với bạn đá vô cực hoàn toàn cực kỳ hiếm luôn nha các bạn, sẽ không còn ở trong gọi là những cái 300 xu một cục đá vô cực, sẽ không còn nữa. Đá vô cực có thể mang giá trị liên thành đến với anh chị em. Vâng, và đặc biệt xin nói với anh chị em một lần nữa là như thế này, hệ thống bên mình là chống luyện kêu luôn nha anh em. Chống luyện kêu là các bạn không có thể gọi là luyện kêu bằng NBC được. Sorry anh em, là các bạn không còn luyện kêu bằng người chơi được. Có nghĩa là các bạn khi mà các bạn tham gia đó, các bạn sẽ không có luyện bia bằng gọi là người chơi xếp hàng cho các bạn đánh được. Các bạn phải lao tâm khổ cực, các bạn đi chen từng con quái, từng con NPC các bạn mới lên được skill, thì cảm giác của nó mới cảm thấy mê ly anh em à. Bên mình độc quyền về cái mảng gọi là luyện kêu bằng NPC nha các bạn, là các bạn bắt buộc các bạn phải đi đánh những con quái, những con NPC các bạn đi chen ngày này qua tháng nọ. Khi các bạn lên được 15 kêu, 16 kêu, các bạn cảm thấy được ba rồng dí, các bạn đánh là vô cùng, vô cùng mãnh liệt luôn nha quý vị. Vô cùng mãnh liệt luôn. Là anh chị em mình chỉ việc vô là các bạn đi chen, đi chen đến khi các bạn cảm thấy đủ cấp, đủ sức mạnh, các bạn đi săn boss, các bạn sẽ gia nhập bang hội và các bạn sẽ tham gia những trận đánh lớn tại server. Vâng, và đặc biệt xin nói với anh chị em một điều như thế này, các bạn nào mà chơi cái bang nha, mình nói thiệt, các bạn nào mà chơi cái bang, khi các bạn luyện được gọi là ba rồng thôi, bảo đảm với bạn thiên hạ vô địch luôn. Ba rồng đã biến thiên hạ vô địch thủ luôn. Đặc biệt là không bao giờ luyện được bia người nha anh chị em. Anh chị em nên nhớ một điều là không luyện được bia người, chỉ có tại server của tôi thôi các bạn, chỉ có tại server của Tú ML thôi anh em à. Vâng, nói xạo vậy thôi, ý lộn, nói vậy thôi, chứ anh em phải hiểu được cái cảm giác của nó mà khi các bạn mà luyện lên được 16 kêu, nó phê và nó tê lắm anh em à. Và đặc biệt một điều nữa là anh chị em mình không còn phải lo ngại về cái vấn đề mà đua vũ trang ở event nữa. Event mà đua vũ trang ở event là hút máu, mà tôi cảm thấy tôi hút máu anh em quá, anh em rên quá, nên bây giờ tôi không còn hút máu nữa, và bây giờ chuyển qua tôi sẽ dắt kiệt máu. Nói chơi thôi nha mấy ba, nói chơi thôi. Cho nên là anh chị em mình phải đi săn boss nè, săn boss hoàng kim nha các bạn. Săn boss hoàng kim các bạn phải đấu đá với những bang hội này bang hội kia, để các bạn tham gia được những gọi là trận đánh boss hào hùng, thì các bạn phải đủ mạnh. Và đủ mạnh thì các bạn phải cần một team mạnh và một bang hội mạnh, hoặc là một sự lắc léo nào đó, gọi là chúng ta canh me canh chua gì đó. Tại vì đam sẽ tính ở bằng kết thúc nha anh chị em.
Những anh chị em nào mà gọi là đi săn boss một mình, nếu mà các bạn chỉ cần tam kết đúc một cái thôi là lấy sự ông kẻ, nếu như bạn may mắn sẽ nhận được hoàng kim môn phái thì lúc đó cái giá trị đồ của bạn sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần nha anh chị em. Và đặc biệt với anh chị em như thế này nữa là server sẽ không hỗ trợ bất kỳ một cái cấp bậc nào ở trong game khi các bạn tham gia hết. Là các bạn vô là cấp 1, không có dòng sáng, dòng chó gì hết. Là các bạn bắt buộc phải đi làm. Và hỗ trợ cho anh chị em một điều như thế này là một tháng bên mình sẽ up bên một lần, xong một tháng mình sẽ gộp lại hỗ trợ cho các anh bạn gọi là member mới liên tục luôn. Sau 3 năm làm game thì mình rút ra những cái kinh nghiệm như vậy là mình sẽ quyết làm một cái server cho xứng đáng đồng tiền vét gạo các bạn à. Lần này chỉ mong các bạn ủng hộ, chưa cần các bạn nạp tiền, chỉ cần các bạn ủng hộ và tham gia để xem thử server này có xứng đáng đồng tiền vét gạo hay không. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 8. Ngày 8 nha anh em, ngày 8 tức là thứ bảy vào lúc 19 giờ. Thứ bảy ngày 8 tháng 2 2020, các bạn hãy nhanh tay nhanh chân truy cập vào website võlâmbk.net để đao game, hoặc liên hệ fanpage để được đao game và chuẩn bị sẵn hết tất cả mọi thứ, và các bạn chỉ việc chinh chiến mà thôi. Vâng, hứa với các bạn lần này server sẽ xứng đáng đồng tiền bát gạo. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 8 tháng 2 2020. Bye bye.